Kính thưa chủ tọa đoàn, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Cẩm Phương cùng tất cả các báo viên và các quý khán giả, các bạn đồng nghiệp ở đầu cầu, thì hôm nay cũng chia sẻ cái buổi báo cáo hôm nay thì tôi cũng có một cái chủ đề. Vừa rồi chúng ta đã nghe tiến sĩ Phạm Văn Thái nói về những vấn đề nóng bỏng trong ung thư phổi giai đoạn sớm. Vậy thì đã có giai đoạn sớm thì thế nào cũng có giai đoạn muộn. Vậy thì đây là một trong những cái vấn đề mà đa số chúng ta đều băn khoăn, đều khó khăn khi mà gặp phải. Bởi vì cái tỷ lệ bệnh nhân ung thư của chúng ta đến viện tương đối là muộn. Chúng tôi thấy rằng cho đến nay, năm 2018 thì theo Globocan thì thấy rằng là 70% là bệnh nhân vẫn ở giai đoạn muộn. Vậy giai đoạn muộn này thì chúng ta có những hành động gì để giúp cho người bệnh kéo dài thời gian sống thêm cũng như là cải thiện chất lượng sống? Thì bài hôm nay thì tôi xin đề cập rất nhiều cái tiến bộ đến với chúng ta, đặc biệt là ở các chuyên gia lĩnh vực ung thư. Thì nhắc lại một chút thì chúng ta có mấy phần, 4 phần. Phần thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là một con số báo động trong những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Và làm thế nào để những bệnh nhân giai đoạn muộn này chúng ta tiếp cận được những cái kỹ thuật, những cái tiến bộ mới trong việc điều trị. Và cái liệu pháp nhắm trúng đích có đến được tay các bạn không? Hoặc là liệu pháp miễn dịch, liệu rằng liệu pháp miễn dịch đã tiếp cận được ở tất cả các tuyến xuyên suốt trong cả nước hay chưa? Thì chúng ta thấy rằng theo một cái thống kê rất mới mà cũng là rất lớn năm 2018, đối với ngành ung thư chúng ta nói chung thì có 164.671 ca mới mắc. Và chúng ta thấy rằng là trong đó một cái tỷ lệ gần như là chiếm phần lớn thì là 114.871 ca tử vong. Vậy thì con số tử vong với con số mới mắc này nó gần như nó sống không còn được bao nhiêu cả. Và người ta dự đoán rằng là sẽ tăng gấp 3 lần trong 30 năm. Vậy thì một con số rất là báo động. Vậy trong đó thì ung thư phổi đứng hàng thứ hai ở nam giới. Và chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ không nhỏ đó là gì? 23.667 ca mắc và 20.710 ca là tử vong. Như vậy thì càng báo động hơn khi mà chúng ta thấy rằng cái con số này nó quá khổng lồ như vậy. Vậy thì trong đấy thì chúng ta thấy rằng một cái điều rất thách thức với chúng ta đó là 70% là giai đoạn muộn. Và làm thế nào mà những bệnh nhân giai đoạn muộn này có những cái vũ khí chiến lược gì để chúng ta tiếp cận được, hoặc là chúng ta cải thiện được chất lượng sống khi mà chúng ta phải phối hợp một cái phương pháp toàn diện. Vậy thì chúng ta gần đây thì hầu như ở trong cả nước thì chúng ta có rất nhiều các labo gen về sinh học phân tử, đặc biệt là sinh học phân tử ở trong và ngoài nước phát triển rất là mạnh. Hiện tại thì trong ung thư phổi chúng ta đã cập nhật được một số gen mà mang tính chất ý nghĩa khoa học, đặc biệt là một trong những cái tiến bộ rất mới hiện nay đó là EGFA, ALK, ROS hoặc là PD-L1. Thì trong cái guideline hướng dẫn của Bộ Y tế thì cũng cho thấy rằng là để mà tiếp cận được những gen này thì chúng ta phải có một cái labo gen. Và chúng ta có một cái labo gen thì chúng ta phải có một cái giải phẫu bệnh, có một cái trung tâm giải phẫu bệnh để chúng ta có được cái mẫu mô. Và chính vì vậy mà khi có một mẫu mô rồi thì chúng ta sẽ tiếp cận được những cái gen này bằng các phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử. Nếu như trường hợp mà nhưng mà đương nhiên thì chúng ta phải biết rằng là những gen nào là gen ưu tiên để chúng ta làm trước. Bởi vì tại sao lại chúng ta phải đặt vào là gen ưu tiên để làm trước và gen không ưu tiên thì làm sau? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ đột biến gen nó không giống nhau, cái tỷ lệ không đồng nhất như nhau, có những cái tỷ lệ trội hơn và có những tỷ lệ thấp hơn, và đặc biệt là có những cái thuốc mà chúng ta tiếp cận được. Vậy thì EGFA là một trong những gen mà chúng ta đã tiếp cận một cách thường quy ở hầu hết tất cả các labo và hầu hết tất cả các tuyến chuyên khoa, chúng ta đều có những cái thuốc đích về ức chế gen TKI. Như là sau đó nếu như chúng ta mà không phát hiện được đột biến về EGFA thì chúng ta chuyển sang xét nghiệm về các xét nghiệm khác như là ALK, ROS1 hoặc là PD-L1. Nhưng trong trường hợp là nếu như là có cái gen này dương tính thì chúng ta lại có một cái cơ hội để sử dụng cái thuốc điều trị. Những trường hợp mà chúng ta không có mẫu mô để mà xét nghiệm về các gen này thì chúng ta có thể xét nghiệm bằng mẫu huyết tương. Đặc biệt là trung tâm y học nhân ung biếu thì chúng tôi đã triển khai thường quy những trường hợp mà bệnh nhân xét nghiệm về cái mẫu huyết tương và cũng mang lại cái con số cũng như cái tỷ lệ đột biến và rất là đáng tin cậy, giúp cho người bệnh mà có một cái cơ hội nếu như chúng ta không có một cái mẫu mô.
Và khi mà chúng ta xét nghiệm đột biến EGFR mà nó âm tính thì chúng ta chuyển sang tiếp tục xét nghiệm tại ALK, ưu tiên ALK và gen ROT1. Và nếu như ALK và ROT1 dương tính thì chúng ta có thể lựa chọn được cái phương pháp tiếp cận, đó là điều trị cretostimogene hay là alectostimogene hay là ceritostimogene. Trường hợp mà nếu như ALK ROT1 mà âm tính thì chúng ta sẽ thực hiện FIT, xét nghiệm FIT một lần nữa. Nếu như vẫn âm tính thì chúng ta chuyển sang xét nghiệm PD-L1. Vậy như vậy thì PD-L1 này là một trong những cái lựa chọn cuối cùng khi mà chúng ta có những cái chiến lược trong vấn đề xét nghiệm sinh học phân tử cũng như là xét nghiệm về các checkpoint trong điều trị miễn dịch. Vậy thì những tiến bộ của liệu pháp nhắm trúng đích trong ung thư phổi giai đoạn muộn như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng trong cái thế giới của sinh học phân tử thì chúng ta có là 55% trong ung thư phổi, đó là biểu mô tuyến. Và ung thư biểu mô vẩy chiếm 34%, các loại khác thì khoảng 11%. Đây là những cái cơ hội mà chúng ta có thể tiếp cận đến gen. Hầu như là một phần lớn là chúng ta tiếp cận được đến gen. Trong ung thư biểu mô tuyến, chúng ta có những ALK, chúng ta có BRAF, hay PIK, BRCA, hoặc đặc biệt là chúng ta có EGFR, RET hay ROT1, NRAS. Những cái gen này đều phục vụ cho chúng ta trong cái công cuộc mà tiếp cận đến những cái thuốc mới. Trong ung thư biểu mô tế bào gai thì chúng ta cũng có một số các gen, tuy nhiên ít hơn và tỷ lệ xuất hiện thấp hơn là ung thư biểu mô tuyến. Vậy thì nhắc lại một chút về cái con đường đột biến đích trong ung thư biểu mô tế bào tuyến như thế nào. Thì chúng ta biết rằng là thông thường các EGFR một nửa là trong tế bào, một nửa ngoài màng tế bào, và chúng nó ở trạng thái wild type. Khi một cái phối tử bắt cặp vào một cái EGFR này thì nó nhị trùng phân, bởi vì một kép cặp thì lúc đấy nó mới khuếch đại các con đường tín hiệu. Chúng ta thấy rằng một loạt các con đường tín hiệu khi các phối tử gắn kết với nhau. Và ở đây thì cái con đường tín hiệu thứ nhất gây nên một vấn đề là chuyển đoạn. Rồi các con đường tín hiệu thứ hai gây ra vấn đề tổng hợp protein hay là tăng trưởng tế bào cũng như di căn, hoặc là làm cho tế bào tức là gì, luôn tồn tại không chết được, cái tế bào ung thư luôn tồn tại không chết được và nó nhân lên, tăng trưởng lên. Vì vậy ức chế cái con đường này ở ngay ngoài màng tế bào, đặc biệt là ức chế cái phối tử gắn kết này, là một trong những chiến lược rất quan trọng mà các nhà khoa học người ta đã tìm được những giải pháp để đưa ra những cái phương pháp tiến bộ trong điều trị. Thì các dấu sinh học được khuyến cáo khi cân nhắc điều trị như thế nào? Chúng ta thấy rằng lần lượt thứ tự, chúng ta thấy rằng có sự nhạy đột biến nhạy thuốc của EGFR hay những cái đột biến chuyển đoạn của ALK hay ROT1, rồi BRAF V600E. Rồi nếu như những trường hợp này mà âm tính thì chúng ta đi tìm cái PD-L1. Và họ thấy rằng là trong trường hợp mà tất cả những cái gen này âm tính, EGFR, ALK, ROT1 âm tính, thì cái tỷ lệ PD-L1 khoảng trên 50% có bộc lộ dấu ấn miễn dịch. Nhưng trường hợp mà cả bốn cái âm tính, tức là cả BRAF V600E âm tính, thì chỉ có khoảng dưới 50% thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là tất cả những cái đột biến nó có cái ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Đột biến xuất hiện đột biến này thì sẽ giảm cái đột biến khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là việc lựa chọn thứ tự tuần tự để tìm các đột biến là rất quan trọng. Chúng ta không, với những cái điều kiện kinh tế hiện nay thì chúng ta làm cái giải trình tự gen rất quan trọng, rất tốt. Tuy nhiên ở những cái cơ sở hay là những cái trung tâm mà chúng điều kiện bệnh nhân không cho phép thì chúng ta nên ưu tiên để chúng ta xét nghiệm những cái đột biến tuần tự làm sao mang lại cái lợi ích lớn nhất. Vậy thì tổng kết những cái tiến bộ trong điều trị đích theo NCCN 2021 thì chúng ta cho thấy đối với đột biến EGFR thì cái chiến lược giống như chúng ta vừa thấy tiến sĩ Phạm Văn Thái nói rằng là bây giờ họ đưa khuyến cáo osimertinib ngay từ đầu đã mang lại cái hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể điều trị một cách tuần tự như là thuốc kháng TKI thế hệ 1 rồi thế hệ 2, xong rồi nếu như mà kháng lại thế hệ 2 mà có xuất hiện T790M thì chúng ta xem thế hệ 3. Đấy, trong trường hợp đây một cái đột biến bước nếu khi bệnh tiến triển thì chúng ta thấy xuất hiện T790M, đó là một cái gen kháng thuốc, thì ta chuyển sang một Smith thế hệ 3. Hoặc trong trường hợp mà T790M không có đột biến thì chúng ta phải cân nhắc vào cái vấn đề trước đó chúng ta sử dụng
Ometinib hay không. Nếu như trước đó chúng ta sử dụng ometinib rồi thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục sử dụng ometinib vẫn có hiệu quả, hoặc chúng ta chuyển sang các phác đồ khác cho điều trị tuần tự trong ung thư phổi. Trong trường hợp mà bệnh nhân có đột biến ALK, cái thuốc của đầu tay của chúng ta đó là alectinib, một trong những cái thuốc mà hiện nay chúng ta đang được refer cho phép điều trị lựa chọn. Và những cái thuốc tiếp theo trong cũng nhóm kiểu thuốc mà ALK đó là brigatinib hay ceritinib hoặc là creotinib cũng đã mang lại cái hiệu quả. Trường hợp nếu như trường hợp mà tiến triển thì chúng ta cân nhắc cái vấn đề này, liệu trị tiếp tục chúng ta điều trị tiếp không, hoặc trong những trường hợp mà hoặc là chúng ta đổi các thuốc trong các thế hệ khi mà sử dụng ALK, mà người ta thấy rằng khi kể cả ngay bệnh khi bệnh tiến triển thì sử dụng tiếp theo những cái thuốc mà chúng ta đang điều trị vẫn mang lại cái hiệu quả trong vấn đề điều trị. Trường hợp mà ROS1 đột biến thì chúng ta có cái lựa chọn là creotinib hay ceritinib hoặc là entrectinib. Những thuốc này thì hiện tại thì cũng chưa được Bộ Y tế chúng ta tiếp cận. Và trường hợp mà BRAF V600E đột biến thì chúng ta có thể dabrafenib hay là chamefenib. Trường hợp mà đây chúng ta có một cái gen rất mới đó là NTRK mà đột biến thì chúng ta có entrectinib hay là nazosutinib, thì đây là một cái tiến bộ mới trong chúng cập nhật những cái gen mà những cái thuốc mà đã được các nhà nghiên cứu đưa ra trong điều trị nhắm trúng đích hoặc là những cái thuốc phân tử nhỏ trong điều trị. Và trong trường hợp bước 2 tiến triển hoặc là sau bước 2 thì chúng ta có thể lựa chọn một cái hóa trị tuần tự cho bệnh nhân ung thư. Vậy thì tỷ lệ đột biến EGFA thay đổi như thế nào theo dân số? Chúng ta thấy rằng có một cái tỷ lệ khoảng 30-41% bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ, không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa ở châu Á thì có đột biến. Tuy nhiên ở phương Tây thì họ chỉ cái tỷ lệ này chỉ có 10%-17% thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở có một cái tỷ lệ ở châu Á thì đột biến rất là cao. Đương nhiên trong cái nhóm đột biến này thì chúng ta thấy rằng nó lại phụ thuộc vào cái tình trạng hút thuốc lá. Người ta thấy rằng những trường hợp mà không hút thuốc lá thì cái tỷ lệ đột biến EGFA là khoảng 51%, và những trường hợp mà hút thuốc lá thì chỉ có khoảng 10% thôi. Và đối với mô bệnh học thì thấy ung thư biểu mô tuyến thì khoảng 40% là có đột biến, và các mô khác thì chỉ khoảng 3%. Và đặc biệt là chủng châu Á chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ đột biến là khoảng 30% và chủng khác chỉ 8%. Đặc biệt nữ chúng ta thấy rằng có tỷ lệ đột biến ở nữ cao hơn ở nam, 42% so với 14%. Như vậy thì rõ ràng là cái tỷ lệ đột biến EGFA thay đổi ở các chủng tộc, rồi là ở những nữ ở giới tính, cũng như là mô bệnh học, cũng như là tình trạng hút thuốc lá trước đó. Vậy thì ở những bệnh nhân đối với nhà lâm sàng thì chúng ta căn cứ vào những yếu tố như vậy để chúng ta cho cái chỉ định xét nghiệm EGFA sao cho nó rất phù hợp và mang lại cái hiệu quả. Vậy thì tần suất xuất hiện đột biến ở những người châu Á trong khu vực thì thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là gì, ở người Việt Nam rất may mắn là người Việt Nam thì có cái tỷ lệ đột biến rất là cao, cao hơn các nước khác là 96.2%. Ở Đài Loan, Tây Loan thì khoảng 62.1%, và các nước khác thì thấp hơn rất nhiều, đặc biệt là Ấn Độ lại thấp. Vậy thì một cái vấn đề mà liên quan đến cái khối nước trong châu Á thì đã là khác nhau rồi. Vậy thì ở Việt Nam thì cái việc mà chúng ta nhắm trúng đích thì cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là xét nghiệm EGFA. Vậy thì cái khi mà đã có đột biến EGFA rồi thì không phải cái đột biến nào cũng mang lại cái hiệu quả như nhau. Chúng ta thấy rằng trong cái đột biến EGFA thì có đột biến về thường gặp cũng hay là đột biến hiếm gặp. Ở đây chúng ta thấy rằng có đột biến thường gặp như là EGFR19 hay EGFR21. Hai cái đột biến thường gặp này thì mang lại cái hiệu quả đáp ứng rất là tốt khi điều trị TKI. Nhưng mà ở cái đột biến hiếm gặp EGFR18 hay EGFR20 thì chúng ta thấy rằng là lại đáp ứng kém hơn, và cái tỷ lệ tái phát sau điều trị hay tỷ lệ kháng thuốc cũng cao hơn. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đây ở là những con số chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ đột biến đấy thì đã đáp ứng sau nó rất khác nhau. Vì vậy mà nhưng mà tuy nhiên thì cái tỷ lệ xuất hiện của nó lại khác nhau. Những người đột biến thường gặp lại nhiều hơn. Vậy thì cái lợi ích mà chúng ta mang lại khi chúng ta sử dụng thuốc chấm trúng đích lại tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì tại sao lại có cái sự khác biệt ở những các thế hệ kháng TKI? Thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là theo cơ chế tác động, chúng ta thấy rằng ở cái nhóm thế hệ thứ nhất như gefitinib hay là erlotinib thì chúng ta thấy rằng cái đột biến EGFA là đột biến nhẹ thuốc, thì cái cơ chế tác động của nó lại cơ chế thuận nghịch.
Đấy, đích nhắm của nó là liên kết thuận nghịch vào cái vị trí ATP của EGFR. Và cái việc qua hàng rào máu não thì nó là kém hơn ở thế hệ 3. Ở thế hệ 2 thì chúng ta thấy là đích nó là một cái cơ chế tác động là không thuận nghịch, và đích ngắm của nó như là SIT 773 và HER2 SIT 805. Đấy. Và một cái liên kết đó là những đồng hóa trị vào vị trí ATP. Nhưng ở đặc biệt chúng ta thấy rằng ở cái thế hệ 3 nó hơi khác một chút. Đấy, hơi khác một chút, đó là một cái tác động không thuận nghịch và liên kết đồng hóa trị vào vị trí ATP, và cái đích ngắm của nó là SIT 797. SIT 797. Vì vậy mà tại sao nó lại điều trị được cả ngay cái việc mà kháng thế 1-2, nó vẫn có thể mang lại cái hiệu quả trong điều trị. Và đặc biệt là nó lại có cái cấu trúc phân tử của nó lại cho được qua hàng rào máu não. Vì vậy mà có thể là những tổn thương di căn não đa ổ nhỏ, thì cái việc mà chúng ta có đưa ra vấn đề xạ trị toàn não hay không, thì khi mà nếu như có đột biến về TB790M thì cái việc osimertinib thì có hoàn toàn có thể giải quyết được. Vậy thì điều trị ngắm trúng đích với TKI thế hệ 1-2 ở những bệnh nhân mà ung thư phổi có đột biến EGFR, thì chúng ta thấy rằng đây, tất cả các nghiên cứu, chúng ta có hàng loạt nghiên cứu như iPad hay là Signal hay LG vân vân, hoặc là Vigitor hay là Optimal, đây chúng ta thấy có rất nhiều cái nghiên cứu về gefnitinib so với hóa trị, nghiên cứu về erlotinib so với hóa trị, và nghiên cứu alpatinib do hóa trị, thì chúng ta thấy rằng là trung bình hóa trị thời gian sống còn không vượt quá được 7 tháng ở những bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn tiến xa. Khi mà chúng ta tiếp cận đến điều trị đích thì chúng ta đang thấy rằng là ngay cả thế hệ 2 này nó đã được cho chúng ta một con số là 14 tháng so với lại hóa trị. Vậy thì đích, điều trị đích vừa ít tác dụng phụ lại mang lại cái hiệu quả về cái thời gian PFS rất là tốt, thời gian OS cũng rất là tốt khi mà bệnh nhân được tiếp cận. Vậy thì chúng ta trải qua một loạt các nghiên cứu như iPad năm 2019, OTAC năm 2012, rồi là Lắc Lăng 3 và 6 năm 2015, rồi Lắc Lăng 7 2017, cho đến Archer năm 2018. Và tất cả các nghiên cứu này đều đã cho thấy cái vai trò của thuốc ức chế TKI thế hệ 1, ngay cả bước 1, hoặc là ATI thế hệ 2. Thì tuy nhiên, thì cái chặng đường tiếp theo khi mà kháng lại những cái thế hệ 1-2 này thì chúng ta có cái vũ khí gì, thì nghiên cứu Flora đã giải quyết được cái vấn đề đấy. Nghiên cứu Flora đó là tiếp theo các chặng đường của các nghiên cứu trước, và người ta thấy rằng là các nghiên cứu trước khi thất bại thì Flora là một trong những người bạn tiếp sau đó để chạy nước rút cho những cái bệnh nhân mà đã tiến triển này. Thì người ta thấy rằng một cái phân tích Flora cho những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến xa mà đã có đột biến về exon 19/21, đó là đột biến thường gặp và ổn định về vấn đề thần kinh trung ương, thì chia làm hai nhánh: nhánh sử dụng osimertinib và nhánh sử dụng TKI thế hệ 1. Thì chúng ta thấy rằng họ so sánh như thế này để thấy rằng là cái vai trò của osimertinib như thế nào khi mà gặp phải những vấn đề khó khăn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Flora cho thấy về PFS có một cái con số vượt trội so với lại osimertinib so với lại thuốc kháng TKI thế hệ 1 là 18.9 tháng so với 10.2 tháng. Và cái này đã khẳng định được cái vai trò và đã làm giảm được cái tỷ lệ tái phát là lên đến 54%. Tỷ lệ 54% khi chúng ta lựa chọn về osimertinib. Trong vấn đề OS thì thấy rằng là cái thời gian sống thêm của osimertinib là 38,6 tháng so với 31,8 tháng, và cũng đã mang lại cái hiệu quả trong vấn đề điều trị. Và người ta phân tích ở cái nhóm có di căn thần kinh trung ương hay không, thì ở những trường hợp mà có di căn thần kinh trung ương thì thấy rằng là osimertinib là thời gian sống về PFS là 15.2 tháng so với lại 9.6 tháng đối với lại trường hợp mà TKI thế hệ 1. Tuy nhiên ở những trường hợp mà không có di căn thần kinh trung ương thì cũng thấy có cái hiệu quả hơn, cũng thấy có hiệu quả so với lại cái thuốc kháng TI. Như vậy rằng là osimertinib ngay cả vấn đề di căn thần kinh trung ương hay không di căn thần kinh trung ương thì đều mang lại cái hiệu quả về PFS so với lại thuốc TKI thế hệ 1. Vậy thì về cái thống kê, cái ý nghĩa của cái Flora thì chúng ta cho thấy rằng là trong các nghiên cứu chúng ta nhìn lại một chút ở các nghiên cứu Optimal iPad hay Lắc Lăng
Archer thì chúng ta thấy rằng với osimertinib đã mang lại cái thời gian OS đáng kể vượt trội hơn cả nghiên cứu khác. Và chúng ta thấy rằng một cái phần không thể không nhắc đến đó là những cái tác dụng ngoại ý. Thì chúng ta thấy rằng ở đây khi mà chúng ta sử dụng TKI thế hệ 1 so với lại osimertinib, so sánh thì chúng ta thấy rằng là gần như là tương đồng như nhau. Thế hệ 1 có thể xuất hiện nhiều cái biến chứng nhiều hơn so với lại thế hệ 3. Vậy cái ưu thế mà sử dụng osimertinib lại mang lại cái hiệu quả tốt hơn mà độc tính ngoại ý lại ít hơn so với lại cái loại kháng TKI thế hệ 1-2. Một cái thuốc tiếp cận mới nữa đó là ALK trong đột biến ROS1. Chúng ta đã biết rằng đột biến ROS1 là những một đột biến mà cũng có tỷ lệ cũng không phải là nhỏ khi mà chúng ta xét nghiệm về ung thư phổi biểu mô tuyến. Thì chúng ta thấy các nghiên cứu profile hay nghiên cứu ASCEND hay là nghiên cứu G-ALEX, thì những cái nghiên cứu này đã cho thấy cái vai trò của những cái thuốc mà kháng khó khi có đột biến ALK. Đây, chúng ta thấy rằng là crizotinib hay là sizitinib hay là alectinib. Với cái thiết kế nghiên cứu để so sánh những cái thuốc phân tử nhỏ này với lại hóa trị pemetrexed với SIP hoặc là carbo cũng là như thế. Và chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ đáp ứng có sự vênh nhau rất là lớn, đó là 74 so với 45. Đây là nhóm hóa trị và 72.5 so với 26.7. Đấy, vấn đề là cái phân tử nhỏ so với hóa trị. Vậy thì cái con số mà đáp ứng nó vượt trội hơn rất là nhiều so với lại hóa trị thông thường. Và ngay cả cái thời gian trung vị PFS cũng cho là chúng ta một cái con số đáng kể, 10.9 so với 7 hoặc là 16.6 so với 8.1. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng thuốc phân tử nhỏ đã tác động trúng đích, mang lại cái hiệu quả hơn hẳn so với hóa trị. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp mà người ta nghiên cứu về vấn đề đáp ứng ở não thì thế nào? Đáp ứng ở não, người ta sử dụng cái sizitinib hay là alectinib hay là brigatinib hoặc là ratinib, thì ở đây cho thấy có cái tỷ lệ khác nhau ở cái nhóm mà sizitinib hay ở nhóm alectinib có cái tỷ lệ đáp ứng vào não. Đấy, thì có thể khác nhau. Tuy nhiên vẫn đạt được cái những cái ngưỡng hiệu quả của cái khi thuốc ức chế ALK mang lại cái hiệu quả về tác động trên não. Và những độc tính liên quan thì chúng ta thấy rằng hầu như thì chúng ta biết rằng những thuốc phân tử nhỏ thì đa số có một số cái độc tính đặc biệt, đó là cái ảnh hưởng về mệt mỏi, rồi độc tính về da hay rối loạn đường ruột vân vân, hay là rối loạn chức năng gan. Đấy, thì vân vân, chúng ta thấy những cái độc tính thường gặp. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng về cái sizitinib thì có vẻ nhiều hơn một chút so với lại các thuốc khác. Về ROS1, chúng ta thấy rằng đây ROS1, khi mà chúng ta sử dụng crizotinib ở những gen mà có đột biến ROS1 thì chúng ta thấy rằng ở đây 72% là có đáp ứng và tỷ lệ PFS là 19.2 tháng và cái chỉ số HR là 95%, CN và 14.4. Thì chúng ta thấy rằng đây có tỷ lệ đáp ứng toàn bộ, rồi đáp ứng một phần, rồi bệnh ổn định, rồi bệnh tiến triển. Ở đây chúng ta thấy rằng có một cái tỷ lệ tiến triển rất là thấp, nó rất là ít, nhưng mà hầu như là đã kiểm soát cái bệnh. Về cái đột biến BRAF, chúng ta cho thấy rằng là đáp ứng 63%, về DCR là 75% khi mà chúng ta sử dụng dabrafenib hơn là cái chimetinib. Nên đây chúng ta thấy rằng ngay cả cái vấn đề là khi mà có đột biến BRAF thì chúng ta thấy rằng mang lại cái hiệu quả điều trị. Những cái tiến bộ trong liệu pháp ức chế miễn dịch thì sao? Thì chúng ta một cái lần nữa thì chúng ta lại tiếp cận đến cái chốt kiểm soát miễn dịch, gọi tắt là ICI. Để chúng ta thấy rằng là ông tổ của cái ra đời của cái miễn dịch là hai ông này, và ông đã cho thấy cái hiệu quả điều trị, vai trò của nó khi kiểm soát các chốt miễn dịch như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng khi mà sử dụng cái liệu pháp chốt miễn kiểm soát miễn dịch đơn trị, thì khi ta cut off ở cái bộc lộ dấu ấn miễn dịch là PD-1 trên 50% điều trị bệnh ung thư phổi. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà chúng ta sử dụng cái thuốc ức chế miễn dịch như pembrolizumab thì mang lại cái hiệu quả tốt hơn hóa trị rất nhiều. Ở là chúng ta thấy rằng là 26.3 tháng so với 14.2 tháng. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta cắt ở cái thời điểm 24 tháng, tức là 2 năm, thì nó là 51.7% so với 34.2% tỷ lệ sống thêm 2 năm.
và cái tỷ lệ mà trong 3 năm là 43,7% so với 24 chiếm 9%, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng ngay cái miễn dịch nó mang lại cái hiệu quả cho cái vấn đề điều trị, đặc biệt là những trường hợp mà sử dụng pembrolizumab mà có cái dấu ấn miễn dịch là trên 50%. Nếu đối với lại atezolizumab cũng là một trong những cái thuốc miễn dịch, thì chúng ta so sánh giữa cái nhóm mà sử dụng có cái bộc lộ miễn dịch 50% so với lại 10%, thì chúng ta thấy rằng cái cũng mang lại cái hiệu quả điều trị 76,3 so với 69 về OS. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái có lên chăng rất nhiều các đồng nghiệp của chúng ta hỏi có lên chăng sử dụng phối hợp miễn dịch với lại hóa trị. Vì chúng ta thấy rằng là khi mà sử dụng phối hợp giữa miễn dịch với hóa trị thì mang lại một cái hiệu quả hiệp đồng. Khi sử dụng miễn dịch thì tăng được cái vai trò của miễn dịch cũng như hóa trị. Vậy khi sử dụng hóa trị cũng tăng được cái vai trò miễn dịch. Vậy thì nó mang lại cái hiệu quả điều trị. Và chính vì vậy mà nhiều cái khuyến cáo, nếu như cái dấu hiệu toàn thân cho phép, thì cái việc phối hợp trong điều trị giữa hóa trị và miễn dịch là một trong những cái vấn đề lựa chọn. Ở đây trong cái keynote 189 thì cho ta thấy phân tích theo cái tỷ lệ mà có đột biến TPS trên 50% hoặc 1-49% dưới 1%, thì chúng ta giữ phối hợp với hóa trị và miễn dịch thì mang lại cái hiệu quả tốt hơn là đơn thuần là miễn dịch, tốt hơn đơn thuần là hóa trị. Và ở cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng trong cái biểu đồ này, chúng ta thấy rằng là khi mà cái dấu ấn miễn dịch càng cao thì cái hiệu quả điều trị càng cao về OS. Ngoài ra thì một số cái thử nghiệm khác cũng cho thấy cái hiệu quả trong vấn đề điều trị, như là Empower 150 hay Empower 130 hoặc là Empower 132, thì đã nhắc tới cái hiệu quả của những thuốc atezolizumab phối hợp với hóa trị so với hóa trị đơn thuần, và đã mang lại cái hiệu quả điều trị so với hóa trị đơn thuần ở những con số mà đáng rất là tin cậy. Vậy thì nhìn lại một cái bức tranh của ESMO 2019, chúng ta thấy rằng là trường hợp mà line 1 khi mà dấu ấn miễn dịch trên 50%, dưới 50% hoặc là bất kỳ cái bộc lộ dấu ấn miễn dịch. Ở cái line 1 thì chúng ta nên lựa chọn, nếu như dấu ấn trên 50% lựa chọn pembrolizumab, có thể kết hợp tarlatilum hóa trị hoặc là pemetrexed cùng pemetrexed. Nếu như mà cái này thất bại, chúng ta có thể chuyển đổi bước 2, đó là hóa trị và tarlatilum. Hoặc là nếu như mà bệnh nhân chấp nhận được, hoặc là trước đó thì chúng ta có thể vẫn lựa chọn được một cái đơn trị về pembrolizumab. Trong trường hợp mà bệnh nhân mà có bộc lộ dấu ấn miễn dịch dưới 50%, thì cái vẫn khuyến cáo là chúng ta sử dụng pembrolizumab kết hợp với palatium cấp hóa trị pembrolizumab. Nhưng trường hợp sau đó thì nếu mà thất bại, trong trường hợp mà chúng ta không sử dụng, không được miễn dịch ngay lúc đó, thì chúng ta chỉ điều trị hóa trị. Trường hợp mà thất bại thì chúng ta có thể là chuyển sang điều trị miễn dịch, hoặc là chúng ta điều trị các hóa trị tuần tự khác, nhóm hóa trị khác. Đấy, thì người ta khuyến cáo rằng là hoặc là có thể sử dụng cả cái thuốc kháng thể đơn giản. Đấy, thì bạn này, và đối với những trường hợp mà với mọi dấu ấn miễn dịch thì chúng ta nên lựa chọn cái atezolizumab kết hợp với bevacizumab hoặc là hóa trị nhóm paclitaxel và carboplatin, thì cũng đã mang lại cái hiệu quả trong điều trị. Đây là một trong những cái bức tranh mà chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn trong điều trị. Vậy thì người ta phân tích một cái phân tích dưới nhóm thì cho thấy đối với những nhóm mà EGFR wild type hoặc là đột biến, thì người ta thấy rằng là đối với trường hợp mà EGFR có đột biến EGFR thì cái việc vai trò của miễn dịch lại không thực sự mang lại cái hiệu quả trong điều trị. Vậy thì trong những trường hợp mà chúng ta xét nghiệm mà có đột biến EGFR, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải lựa chọn vấn đề điều trị những thuốc có độ nhắm trúng đích về phân tử nhỏ, chứ không nên lựa chọn điều trị miễn dịch, bởi vì nó hầu như là không mang lại cái hiệu quả trong điều trị. Vậy thì tiếp cận trong tư phổi di căn mà có PD-1 dương tính theo NCCN khuyến cáo, thì đây chúng ta thấy rằng phải xác định mô nào của xét nghiệm PD-1 dương tính, cái bước line thứ nhất chúng ta lựa chọn osimertinib rồi alectinib, creatinib. Đây là cái bức tranh mà chúng ta một cái tổng rất là tổng quát trong vấn đề điều trị. Và line thứ hai thì căn cứ vào cái line thứ nhất mà chúng ta có thể lựa chọn, hoặc chúng ta sử dụng cái phương pháp lựa chọn tuần tự hệ thống sẽ mang lại cái hiệu quả trong điều trị. Vậy thì nói tóm lại thì ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Việt Nam thì càng ngày càng gia tăng,
và chúng ta đặc biệt là chúng ta có một tỷ lệ không nhỏ đó là giai đoạn muộn, thì ngày càng chúng ta càng được tiếp cận những cái phương pháp tiến bộ mới, đặc biệt là khi mà sinh học phân tử thể hiện được cái vai trò của nó trong vấn đề giải trình tự gen, thì chúng ta đã có những cái thuốc để tiếp cận. Và qua các thử nghiệm lâm sàng cũng như là cái đời sống thực, thì chúng ta đã khẳng định được cái vai trò của cái những cái thuốc phân tử nhỏ. Và trên thực tế thì chúng ta cần phải thẳng cá thể hóa trong vấn đề điều trị. Không bệnh nhân nào giống nhau, không có một cái lý thuyết nào chung cho tất cả các bệnh nhân. Vậy thì cái việc tiên quyết đưa ra cái liệu pháp lựa chọn tùy thuộc vào từng bệnh nhân, tùy thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ. Và mong rằng là sau bài này thì tất cả các quý đồng nghiệp chúng ta cũng có một cái nhìn hết sức tổng quan về ung thư phổi giai đoạn muộn. Và bài trình bày xin hết, xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý đồng nghiệp.